được phải không? Tại em nó hết nữa rồi đó. Tôi chấm cái tương đó, tương kia kìa. Đừng chấm tương này cay. Tương đó không có cay. Thì con ăn đi. Anh ơi, để bên đó đi, đừng để em chấm. Như hồi nãy chứ quá chấm, con đâu có cay gì đâu. Quá chấm trong miếng chị nè. Đi để chi hoài còn hoài. Nó mẻ phải không? Dạ, nó mẻ mà ghê quá. Ăn đi quá. Ba không chị ăn đâu.